Năm đi nhớ người, Vương đũ cười lên đẹp như là ơi a. Hai tính tình tinh ý ơi, tinh 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 ha hồi ha ư hồi ư la ư hồi ư. Xin chào tất cả các bạn đang đến với quyền Zolo TV. Video hôm nay thì mình mới thiết kế được một món mới các bạn ạ, để cho hai bạn lấm và bạn sò thưởng thức cái món này rất hay và đặc biệt các bạn ạ. Đây là mình sẽ lấy cho các bạn xem nhá. Đây là món hạt mít luộc nha các bạn nha. Thành phố thì chắc là cũng chưa được ăn mấy cái món này mấy, nhưng mà các bạn ở ở nông thôn ở quê ấy, thì các bạn nhỏ ấy, thì chắc là đã được ăn cái hạt này chắc là rất là nhiều rồi, nên là bố có thử ăn nhá. Ừ, nên là hôm nay mình làm cái món này để cho bạn lấm và bạn sò này thưởng thức xem cái món hạt mít luộc này xem nó ăn nó như thế nào nha các bạn nhá. Rồi thưởng thức trước đi. Chị ơi, chị em không thưởng thức đâu, chị thưởng thức trước đi. Để bố thưởng thức trước thôi. Vâng. Mời tất cả các bạn ăn hạt mít cùng bố con mình nhá. Tất cả các bạn nha. Để bố thưởng thức trước xem hương vị nào. Thưởng thức trước đi. Đây là hạt mít luộc này, bở lắm các bạn. Để con ăn lên. Con thử lên, hai đứa thử nữa. Ngon lắm. Mời tất cả các bạn cùng ăn hạt mít với mình nha. Đấy, bạn lấm sẽ thưởng thức hạt mít nha. Ngon các bạn ơi. Chưa ăn hạt mít có ngon không ạ? Rồi, hạt mít này ngon lắm. Sao thử ăn đi. Chị ơi, em thử ăn xem nó có ngon, nó có giống thật không? Đây, em ăn đi. Thử ăn đi, ngon lắm. Ngon không? Ngon ạ. Chị ơi, bảo rồi mà, ngon, ngon của mèo luôn. Các bạn ơi, ngon lắm. Các bạn ơi, hạt mít này tưởng không ngon mà ngon không tưởng các bạn ạ. Ngon lắm, ăn thơm cực kỳ luôn này, này. Bùi lắm, cực kỳ bùi luôn nhá này, hạt mít à. Nhưng to. Ngon ngon. Ngon 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 ngon. Ừ, gì thế? Em mà thấy thì kệ em. Ăn đàng hoàng vào, không không thì thôi khỏi ăn. Cãi nhau đấy nhá. Cứ cãi nhau ăn hạt mít đi. Thế hôm nay con ăn được thưởng thức cái món hạt mít này thì các con cảm nhận thế nào? Ngon ạ. Ngon tươi. Ngon bùi bùi. Ừ đúng rồi. Ngon bùi bùi, có một ấy lắm mà. Hôm nay là ngày đầu là cái món hạt mít luộc này là cái món mà lần đầu tiên là bạn lấm và bạn sò được ăn các bạn ạ. Đấy là mình cũng muốn tạo ra những cái món ăn mà ngày trước cái thời mình còn nhỏ ấy. Mình ăn, mình đã từng trải qua nên là bây giờ mình muốn cho bạn lấm và bạn sò nhà mình được thưởng thức và được ôn lại kỷ niệm ngày xưa của mình, cái thời mình còn trẻ con ấy, mình đã được từng ăn những cái món ăn như này các bạn ạ.
đấy là rất, nó rất là hay, mà những cái món này ăn nó rất là ngon nha các bạn nhá. Cái món hạt mít này này ăn luộc này rất là ngon, hạt là sầu riêng nữa cơ, cũng ăn cũng rất là ngon đấy. Củ mít này to quá, lấy mít khác. Đây đi. Đấy con lấy miếng nhỏ thôi, lấy miếng nhỏ bóc ra ăn đi. Đấy to. À miếng nhỏ đây. Xem ăn thử xem có giống hạt trước không. Lột vỏ ra. Các bạn à, nếu mà có mua mít về ăn ấy thì đừng nên bỏ hạt mít đi nhá, mà giữ lại cái hạt mít để luộc sao lên chín lên xong rồi ăn thưởng thức như giống như bố con mình nhá các bạn nhá, đừng vứt đi phí lắm. Ăn cái hạt mít này rất là ngon luôn, mà không biết mình không biết có bổ hay không thì không biết, mà ăn cực kỳ ngon luôn. Bố con mình đã thưởng thức ở đây rồi nên là rất là ngon, cực kỳ ngon luôn đấy các bạn nhá. Ôi chị ơi em no lắm rồi, không ăn được nữa. No quá, xó gì cũng no rồi. Bây giờ là bạn là lấm và bạn sò nhà mình là ăn hạt mít là cũng lo rồi các bạn nhá. Nên là bây giờ bố con mình sẽ xin phép kết thúc cái video ăn hạt mít ở tại đây các bạn nhá. Các bạn thấy video của bố con mình hay, hãy cho bố con mình một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ bố con mình các bạn nhá. Bây giờ bố con mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của bố con mình. Xin chào.